Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn Sau đây mời các bạn đốn xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020 Và theo âm lịch Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm canh tý. ngày này là ngày Ất Mão, tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại khê thủy, ngày Ất Mão, tức can chi tương đồng thuộc Mộc và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, đại khê thủy, kỵ tuổi, kỵ dậu, đinh dậu, ngày thổ hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỵ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọa và tuyệt thân vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỵ dậu đinh dậu tân mùi tân sửu tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọa nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có như sao hoang vu, xấu mọi việc, sao câu trận, kỵ về an táng. Về ngày kỵ, ngày 8 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 23 tháng 9 năm canh tý ngày này là ngày nguyệt kỵ mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đốn xiêm từ vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tin mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tí mạo tương hình cho nên với bạn tuổi Tý dù tài giỏi và có tầm nhìn xa trông rộng thế nhưng đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bạn hay coi thường bạn bè đồng nghiệp xung quanh và cho rằng người ta chỉ cản trở mình bước tới thành công mà thôi nữa bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày này với bạn tuổi tí, bạn cũng dễ đắc tội với người khác, do tính, nói năng không suy nghĩ. Vì vậy, với bạn tuổi tí, muốn góp ý cho ai thì bạn nên sử dụng những từ ngữ thật uyển chuyển để không gây tổn thương lòng tự trọng của người khác mà vẫn đạt được hiệu quả như mong muốn nhé. May mắn trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần phù trợ cho nên với bạn mệnh tuổi sửu có thể sẽ nhận được một khoản tiền dư giả nếu tham gia các hoạt động nghề nghiệp tự do. Đây là phần thưởng khích lệ bạn tuổi Tý cố gắng hơn nữa trong tương lai. Mọi công sức của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng nữa bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, số gặp được quý nhân, có lộc khúc theo chân và công việc tài lộc đều tốt bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim có tầm nhìn xa trông rộng khi giải quyết công việc, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy hay khôi thường bạn bè, đồng nghiệp tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người tử vi tuổi canh tý thuộc thổ chú ý cách ăn nói để không tổn thương người khác tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nhận được phần thưởng xứng đáng vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm năm sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi sửu, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi sửu luôn cố gắng hết mình trong mọi việc sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác nữa. Những ý kiến của bạn đưa ra đều được tích lũy từ kinh nghiệm phong phú và được mọi người nghiêm túc cân nhắc nữa nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, bạn lại cần phải cởi mở hơn với mọi người, đặc biệt là với những người đang dự ở vị trí lãnh đạo và với bạn tuổi Sửu cần phải trò chuyện nhiều hơn với cấp dưới của mình. Có như vậy thì mới thực sự trở thành một vị sếp chinh phục được lòng người bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ khác nhau cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Chuyện tình cảm giữa bạn tuổi Sửu và nửa kia đang có điểm báo có cái sự cãi vã. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất được với nhau. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu bạn nên biết sau khi trải qua mâu thuẫn thì đôi bên sẽ hiểu về nhau hơn vì thế mà bạn không nên quá rầu rĩ vì việc này bạn tuổi sửu nhé. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy kinh nghiệm làm việc phong phú. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa cần phải cởi mở hơn với mọi người. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ vợ chồng bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc không nên suy nghĩ quá tiêu cực và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Dậu tuổi Hợi Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn sẽ tiến triển khá chi là thuận lợi nhờ có tam hội phù trợ cho bạn. Và với bạn tuổi dần, bạn có thể thấy rằng công việc của mình tiến triển xuân sẻ một cách đáng ngạc nhiên, cho dù đó là một việc tượng chừng như là rất khó khăn đi chăng nữa nhá Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, cái mối quan hệ xã giao của bạn, cũng có được sự hài hòa do bạn mệnh là người vừa có tài, vừa biết làm vừa lòng người khác. Và với bạn tuổi dần, bạn không bao giờ to tiếng hoặc là xúc phạm ai dù bạn đang có bực bội và nóng nảy đến máy đi chăng nữa nhé. Và xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, ngày này là một ngày không thích hợp để cho bạn tiến hành những cái công việc trọng đại. Vì thế, có thể bạn mệnh nên đẩy lùi thời gian để thực hiện những cái kế hoạch, những cái công việc trọng đại lại cái thời gian khác sẽ thích hợp hơn bạn tuổi dần nhé. Và đặc biệt, ngày 23 tháng 9 năm canh tí này, ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Chính vì vậy, với bạn tuổi dần trong ngày này, không nên xuất hành đi xa, cũng như là tiến hành những cái công việc trọng đại như cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, bạn nên hoãn lại bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy công việc tiến triển thuận lợi tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nên lo lắng khi gặp khó khăn tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi canh dần thuộc mộc có cách cư xử khéo léo với mọi người tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim không nên tiến hành những việc trọng đại về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên với bà tuổi Mão đang có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay và với bà tuổi Mão có thể có những mối đầu tư từ trước của bạn đã đến lúc thời kỳ thu hoạch, bạn chỉ cần yên tâm tận hưởng thành quả lao động của mình là được nhé. Và với bạn tuổi mão, bạn cũng có thể giàu lên một cách nhanh chóng vào cái vận may của mình trong các hoạt động trúng số rút thăm trúng thưởng trong ngày hôm nay nữa Tuy nhiên đây là sự phát triển không bền vững vì vậy với bạn mệnh tuổi Mão cần phải dựa vào sức của chính mình nếu muốn tương lai vẫn được dư giả bạn tuổi Mão nhé và với bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này lại không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa Tuy nhiên, nếu như bạn có việc bắt buộc cần phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam. Hai cái hướng này sẽ giúp cho bạn có được thuận lợi trong công việc bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tận hưởng thành quả từ trước đó, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa phát tài dựa vào vận may, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ phát triển dựa vào sức của chính mình, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc không thích hợp để xuất hành, tử vi tuổi quý mão thuộc kim có thể đưa ra những quyết định về đầu tư trong ngày hôm nay. Trong ngày này đối với bạn tuổi mão, bạn đang có được cái vận quý nhân giúp đỡ trong công việc có tài, có danh tiếng, có tin vui trong gia đạo nữa bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tận hưởng thành quả từ trước. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa phát tài dựa vào vận may. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ phát triển dựa vào sức của chính mình. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc không thích hợp để xuất hành. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim có thể đưa ra quyết định về đầu tư. Về đánh giá của ban tuổi mạo trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày cốt cục diệt ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho bà tuổi thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Khi với bà tuổi thìn đưa ra một quyết định nào đó, bạn có thể sẽ không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí là bị phản đối quyết liệt nữa bà tuổi thìn nhé. Và với bà tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, những chuyện không như ý có thể xuất phát từ chính những người họ hàng của bạn và bạn mệnh cảm thấy bất mãn, mệt mỏi nhưng không nên có những hành động thiếu suy nghĩ khiến cho các mối quan hệ của bạn trở nên ngày càng một căng thẳng hơn nữa. Tuy nhiên, với bà tuổi Thìn trong ngày này lại phát triển rất chi là tốt trên cái phương diện sự nghiệp của mình khi mà bạn đang gặp được ngày có chính ấn chứa mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Thìn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và lãnh đạo và bạn nên đặt ra cho mình những cái đích đến cao xa hơn nữa cho tương lai của mình để có thể phát triển hơn trong sự nghiệp của mình nữa bạn thử thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa gặp phải nhiều chuyện phức tạp. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ không được người thân ủng hộ. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim được cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nên đặt ra đích đến cho tương lai của mình. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi tỵ, chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng cho nên cái mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp và bạn tuổi Tỵ bạn với nửa kia của mình rất hòa hợp. Bạn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình với người ấy. Bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng với nhau thì mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống chẳng có gì là ghê gớm cả. Với bạn mệnh tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, luôn cố gắng hết sức để thấu hiểu cho con cái của mình. Bạn biết rằng giữa cha mẹ và con cái dù sao cũng sẽ có khoảng cách giữa các thế hệ với nhau. Vì thế tâm sự càng nhiều thì cái khoảng cách ấy sẽ càng được kéo lại gần nhau hơn nữa nhé chính quan chứa mệnh cái điều này cho thấy trong vận trình ngày chủ nhật này đối với Tị, bạn tuổi tỵ bản mệnh là người có tinh thần làm việc nghiêm túc có trách nhiệm cao tuy nhiên bạn dễ đi theo một lối mòn cũ kỹ khó cởi mở với cái quan điểm mới của mình cái điều này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tín của bạn trong tương lai đối bạn tuổi tỵ nhé Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, vợ chồng thấu hiểu và chia sẻ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, quan tâm tới con cái. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, nên cởi mở hơn với quan điểm mới của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, chịu khó tâm sự với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhâm phụ trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ về tuổi ngọ, chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà Tử Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn Tử Ngọ trong ngày hôm nay bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sung, tí ngọ mạo dậu cho nên với bà Tử Ngọ cần phải hết sức chú ý trong cái chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay nếu như bạn cứ tiêu tiền một cách tùy tiện thì cho dù bạn mệnh có cả núi vàng đi chăng nữa cũng sẽ tiêu tan trong một sớm một chiều mà thôi bạn tuổi ngọ nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi ngọ nếu như bạn làm trong những lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thì với bạn tuổi ngọ cần tránh đưa ra những quyết định về đầu tư bởi trước mắt bạn sẽ khó có thể tìm được một mối hợp tác làm ăn tiềm năng nào cả. Vì vậy, bạn cần phải bình tĩnh và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn với mình nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ lại có phần được tốt đẹp hơn. Bạn mệnh và nữ kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Và với bạn tuổi ngọ, bạn chẳng bao giờ quên hâm nóng cảm xúc cho hai người. Một bữa tối lãng mạn hoặc là một buổi tối đi chơi riêng là một trong những sự lựa chọn khá chi là thường xuyên với bạn nữa bạn tự ngọ nhé. Và đặc biệt trong ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020 này, tức là ngày 23 tháng 9 năm canh tí, ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng 5 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy, với bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay, không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, cũng như là không nên tiến hành những cái công việc trọng đại trong ngày bạn tuổi ngọ nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim không nên chi tiêu bừa bãi, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên vội vã đưa ra quyết định về đầu tư, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa chờ đợi thời cơ thích hợp, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, hâm nóng tình cảm vợ chồng, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, quan tâm tới suy nghĩ và cảm xúc của nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ về tuổi mùi, chủ nhật, ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mùi Chua cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi phù trợ cho nên công việc của bà tuổi mùi trong ngày này tiến trị rất chi là thuận lợi thế nhưng đôi khi bạn lại đánh giá không đúng với cái năng lực của mình và tình hình thực tế cho nên những kế hoạch mà bạn đã xây dựng lại khá xa rời với thực tế thậm chí của phần ảo tưởng nữa bà tuổi mùi nhé bù lại trong cái mối quan hệ xã hội của bạn tuổi mùi trong ngày này lại rất chi là tốt đẹp một phần nhờ bạn luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người nếu tiếp tục mở rộng được các mối quan hệ xã giao của mình bạn sẽ có được cơ hội gặp gỡ quý nhân sẽ là người chỉ ra cho bạn con đường tương lai thích hợp cho bạn nữa đối bạn tuổi mùi nhé Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy, dù với bà tuổi mùi có quá nhiều thời gian cho công việc của mình, cho nên quên mất việc quan tâm, giúp đỡ cho nửa kia của mình. Nếu như bạn cảm thấy cái mối quan hệ vợ chồng đang dần lạnh nhạt đi, thì bạn cần phải tìm cách để hâm nóng ngay lại tình cảm gia đình bạn tuổi mùi nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, công việc tín trịn thuận lợi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, cần nhận rõ thực tế trước mắt, tránh ảo tưởng. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, quan hệ xã giao tốt đẹp có thể gặp được quý nhân tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ có phương hướng phát triển cho tương lai của mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu xám màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Tỵ tuổi Ngọ Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem từ vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thân á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có kíp tài gây rối, Chua nên với bạn tuổi thân dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với bạn bè và ở nơi công cộng nữa nhá với bạn tuổi thân bạn mệnh cần phải giữ lập trường trung lập của bản thân tránh không tham gia vào những cái hoạt động thị phi gây ảnh hưởng tới danh dự của mình nữa và ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thân nếu như bạn phải đưa ra những cái quyết định nào lớn lao thì ngày hôm nay bạn phải cần cực kỳ là thận trọng khi tham khảo ý kiến đầy đủ của mọi người đặc biệt là những người giàu kinh nghiệm trước khi đưa ra quyết định nữa nhé Đừng có vội vã mà làm bất cứ cái việc gì kẹo lại gây ra hậu quả đáng tiếc cho bạn trong ngày hôm nay đó. Và cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim khác với mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn, đang có điểm báo không được tốt cho lắm. Bạn và nữ kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là cái chuyện thường tình. Và với bạn, chớ nên nóng nảy mà nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương, cho người thân của mình bạn tuổi thân nhé. Và đặc biệt, trong ngày 23 tháng 9 năm canh tí này, ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mồng năm, 14, hai ba đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn chính vì vậy với bạn tuổi thân trong ngày hôm nay không nên làm những cái công việc trọng đại như thế là cưới hỏi xây cất về màu mã hay là xây dựng về nhà cửa bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy dễ vướng phải hoạt động tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa không tham gia vào những hoạt động thị phi. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ cẩn thận trước khi ra quyết định. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc lắng nghe ý kiến của những người đi trước, những người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim không nên nổi nóng với nửa kia của mình. Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi dậu đang có những phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối tuy nhiên bạn lại quá kiêu ngạo và sẵn sàng gây gọ với những người đang có quan điểm trái ngược với mình nhé. Và với bạn mệnh tuổi dậu trong ngày này, về cái phương diện tình cảm của bạn có đào hoa nên sẽ có nhiều đối tượng khác dưới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn cần phải giữ khoảng cách với họ, đừng cho để cái sự đồn đại, thị phi, nghi ngờ gây rạn nứt ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng bạn tuổi dậu nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi Dậu là hết sức tránh những hoạt động như là kiện tụng, tranh chấp trong ngày hôm nay, dù bạn có nóng giận đến thế nào đi nữa cũng nên hết sức giữ bình tĩnh, tránh gây thêm rắc rối cho bản thân mình và người thân của mình nhé. Đặc biệt ngày 23 tháng 9 năm canh tí này, ngày này là ngày nguyệt kỵ, mồng 5, 14, 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Vì vậy với bà tuổi dậu trong ngày này không nên tiến hành những cái công việc trọng đại nhé. về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có khả năng ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa quá kiêu ngạo hay coi thường người khác, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ được nhiều người khác giới quan tâm để ý, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác từ vê tuổi quý dậu thuộc kim tránh các hoạt động về kiện tụng thị phi về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao quân số may mắn số 2 số 4 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường Màu bạch kim màu ghi quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Tỵ tử vi tuổi Tuất chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp nâng đỡ cho nên với bạn tuổi tuất làm ăn rất chi là thuận lợi trong ngày hôm nay nhiều khả năng với bạn tuổi tuất sẽ tìm được mối đầu tư hợp tác rất chi là giá trị và bạn hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội ngay đừng để cho bản thân mình phải nối tiếc về sau này nhé và bạn mạnh tuổi tuốt á, bạn là người coi trọng thể diện, vì thế bạn không muốn để cho người khác thấy những mặt yếu của mình. Thế nhưng, nếu có vấn đề gì khó giải quyết thì bạn không nên giấu giếm hoặc là lấp liếm đi. Cái việc này không chỉ gây hại cho chính bản thân bạn mà còn có thể là cho cả công việc chung của tập thể nữa đó bạn tuổi tuốt nhé. Và ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất bạn cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Bạn mệnh với nửa kia của mình có thể bất đồng ý kiến với nhau trên một số cái phương diện nào đó. Nếu cả hai cùng nóng nảy thì chắc chắn sẽ không thể thống nhất được ý kiến với nhau. Và với bạn tuổi Tuất nên chờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi ngồi lại thảo luận cùng giải quyết vấn đề nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất đang có được nhiều tín hiệu tốt về tài lộc, bạn có được cơ hội cải thiện về tài chính cho mình, số gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, cầu tài đều tốt bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, hợp tác làm ăn thuận lợi, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, đừng để cơ hội trôi qua trước mắt, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, không nên chia giấu vấn đề khó giải quyết, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, vợ chồng bất đồng ý kín, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy không nên thảo luận khi đôi bên đang quản nóng nảy. Về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận tình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy với bà tuổi hợi đã lập gia đình rồi sẽ có một ngày khá chi là yên bình. Mọi thành viên trong nhà của bạn đều biết quan tâm, chăm sóc và suy nghĩ cho nhau. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người luôn bàn luận với nhau để tìm cách giải quyết cho sao cho hợp tình, hợp lý nhất có thể nữa. Và ngày này đối với bạn tuổi hợi, những bạn đang còn độc thân thì có thể nhận được tín hiệu từ những người khác giới và bạn cần phải mở lòng hơn để nhận ra những ưu điểm của người khác. Biết đâu, bạn mệnh tuổi hợi sẽ tìm được nửa kia của mình trong ngày hôm nay đó nhé. Tuy nhiên, trên cái lĩnh vực sự nghiệp của bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi hợi đang có điểm báo bạn sẽ có một ngày không được in bình cho lắm. Có những hoạt động bộc phát, cái điều này có thể gây tác động cho sự nghiệp của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay. Vì thế, bạn cần phải hết sức kiềm chế bản thân mình, luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi nói và hành động bạn tuổi hợi nhé. Và đặc biệt, ngày 23 tháng 9 năm canh tí này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng năm, 14, 23. đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn chính vì vậy với bà tuổi hợi trong ngày hôm nay không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại nữa về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa các thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ nhận được sự chú ý từ người khác giới tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cười mở hơn khi giao tiếp với mọi người, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, dễ hành động bộc phát, do nóng nảy, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, suy nghĩ trước khi làm việc. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.